Tôi là nhóm Hiểu và Thương đang có mặt tại Huế và vừa rồi một chuyến hành trình để đến trường trung học cơ sở Nguyễn Sinh Thổ. Thưa quý vị, và chúng tôi đến đây và hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão lũ. Thưa quý vị, và hôm nay thì trời mưa nhỏ. Thưa quý vị, và có một bé cũng rất là yêu thích đoàn ạ. À. Dạ, tại biết đoàn có nhiều nghệ sĩ. Dạ. Quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ trở lại trong giây phút nữa. Quý vị, giới thiệu hoàn